Xin chào quý vị thính giả của kênh 8 Sài Gòn. 100 độ hot đã trở lại với mọi người đây. Và nếu như mọi người đang trông đợi một ngọn lửa tiêu cực, một ngọn lửa thị phi khẩu nghiệp, thì xin thưa, lần này ngọn lửa của chúng tôi sẽ hoàn toàn tích cực nha. Và ngọn lửa sẽ được truyền trực tiếp, mà không, cũng hơi gián tiếp chút xíu, bởi một người vừa xem trực tiếp live show 10 on 10 của nữ ca sĩ Đông Nhi vừa trở về và sẽ kể cho chúng ta nghe ngay bây giờ những diễn biến trên sân khấu. Riêng với Thành Tài thì từ nãy đến giờ thì vẫn ngồi nhà thôi, tức là không có dịp, không có vé để đi xem show như là chị Kim Thanh. Nhưng mà bạn bè trên Facebook thì cũng có thấy cập nhật là khen rất là nhiều, chủ yếu là âm thanh, ánh sáng, nói chung là rất là xứng đáng với một cái live show mang tính chất là đánh dấu một chặng đường live show để đời của một nữ ca sĩ. Đầu tiên chắc là phải hỏi ngay tổng quan chị Kim Thanh có cảm xúc như thế nào ngay lúc này? Phải nói là quá đã. Bây giờ tuổi của Kim Thanh là nó không còn trẻ như các bạn tuổi teen nữa, mà khi mà xem một cái live show ca nhạc để có thể là nhún nhảy hoặc là cảm thấy thu hút bởi một cái live show thì nó rất là khó khăn. Và chưa kể là về cái gu âm nhạc của mình cũng khác, và chưa kể mình làm nghề mười mấy năm rồi, tức là mình đã xem qua rất là nhiều live show rồi, mình có thể tưởng tượng được ở cái live show nào với cái tên tuổi nào, khi mà thực hiện cái mức đầu tư ra sao thì mình cũng hình dung được ở trong đầu, cho nên là mình khó có thể nói wow được. Thế mà ngày hôm nay Kim Thanh phải nói wow khi xem cái live show của Đông Nhi. Thật ra cái dự án này Đông Nhi đã dành tâm sức tận một năm để có thể thực hiện, và chúng ta thấy là hồi tháng 10 vừa qua là bắt đầu phát hành cái MV đầu tiên để giới thiệu cái ca khúc đầu tiên trong cái album mới của mình, rồi trong cái live show này cũng hát lại hoàn toàn 10 cái ca khúc đó, bên cạnh đó là khoảng thêm gần 30 ca khúc nữa. Tóm lại là cái live show với tổng cộng gần 40 ca khúc mà Đông Nhi hát live, mà trong số đó khoảng 2/3 là phải có vũ đạo hoành tráng rồi đó. Cho nên là một cái sức của một ca sĩ mà từ đầu đến cuối không một MC, không một khách mời luôn có thể trụ vững đến giây phút cuối cùng thì Kim Thanh quả thật rất là nể. Trước khi đi á, thì Kim Thanh nghĩ là cách đây 2 năm thì Đông Nhi có một cái live show cũng rất là hoành tráng rồi, thế thì liệu cái live show này nó có thể hoành tráng hơn được nữa hay không. Và nói thẳng ra có một chút gì đó mình cũng lăn tăn không biết là có nên dự live show này hay không, bởi vì trong buổi tối này thì tại Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành phố Hồ Chí Minh có lễ trao giải quả bóng vàng với những cầu thủ đang rất là hot, thì mình nói bây giờ kiểu show âm nhạc thì mình đã coi dữ lắm rồi, mà còn những cái anh chàng cầu thủ đang rất là hot mình chưa có cơ hội gặp, thì bây giờ mình cứ lăn tăn là nên đi xem bên nào. Nhưng mà cuối cùng mình nghĩ là thôi, vẫn nên ủng hộ Đông Nhi một vé, bởi vì dù sao mình cũng là người theo dõi mảng âm nhạc và rất là quý Đông Nhi, và rõ ràng Kim Thanh đi xem về và cảm thấy rất là đã, và mình cảm thấy là cái sự lựa chọn của mình hoàn toàn đúng. Nếu mà nói một cách đơn giản về những cái nhất đi, thì chị Kim Thanh sẽ nói về những cái nhất nào đối với live show lần này? Mặt hình ảnh và mặt ánh sáng thì đây là cái live show có thể gọi là live show ngoài trời đỉnh nhất trong một vài năm trở lại đây của một ca sĩ. Anh Hồ Hoài Anh á, là ảnh là chuyên về âm nhạc, nhưng mà lần này anh đóng vai trò đạo diễn và kết hợp cùng với ekip của nhà Six Sense, tức là ông Cao Thắng đó, thì hai bên đã tạo ra một cái live show. Kim Thanh nói là nó có một cái sự liên kết rất là chặt chẽ từ đầu cho đến cuối. Nếu mà ai đã từng xem cái live show của K-pop hoành tráng như thế nào thì cái live show này cũng không kém như thế. Phải nói là cái bề rộng của sân khấu mình cảm thấy rất là khủng khiếp, và cái màn hình điện thoại phải chụp 3 lần để ráp lại. Chưa kể là dàn dựng một cái tiết mục, mà Kim Thanh nói là một tiết mục tiền dàn dựng đôi khi có thể thực hiện dư sức một cái live show tại phòng trà luôn. Wow. Và hình ảnh nè, đồ họa visual nè, rồi về mặt quần áo trang phục nè, rồi những cái minh họa liên quan, tức là từng tiết mục nó sẽ có những cái vật dụng để đi theo, rồi những cái clip để đi theo phục vụ riêng cho một cái tiết mục đó thôi, là mình đã thấy là quá đỉnh, mà Kim Thanh phải nói wow từ đầu đến cuối. Và nó liên tục và nó liên kết với nhau, và thậm chí cái thời gian để cho Đông Nhi mà có thể thay đồ á, có giữa những cái clip hoặc là những cái gì đó mà người ta thu xếp khéo léo, thì cái phần đó nó cũng chưa tới một phút nữa, tức là sân khấu không có lắng lại vào bất kỳ lúc nào hết. Mà phải nói là để làm được cái điều này chắc là cũng phải chạy chương trình, chạy sân khấu rất là kỹ lưỡng, chứ thường thường là nó cũng sẽ có những cái phần chết sân khấu. Nếu bỏ qua cái tên của Đông Nhi, nếu bỏ qua những cái bài hit trong 10 năm đi hát của Đông Nhi, thì cái phần hình ảnh thôi là đủ để mình bỏ tiền triệu ra, mình mua cái vé đến để mình xem những cái điều hấp dẫn, hoành tráng và tân tiến mà ekip này đã mang lại cho mọi người.
Cảm ơn chị Kim Thanh đã có một lời khen dành cho những điều mà chưa liên quan đến Đông Nhi lắm. Thì vậy nếu phải nói một điều về Đông Nhi ngày hôm nay, chị Kim Thanh sẽ cảm thấy có điều gì để đáng khen? Nói về mặt hình ảnh thì lần này là Đông Nhi quá đẹp. Và cái sự xuất hiện cũng rất là đa dạng về cái mặt tạo hình, từ concept, quần áo, tóc tai, tất cả mọi thứ để cho nó fit với từng cái chương, từng cái tiết mục này nọ. Rõ ràng cái live show nó thực hiện được ở một cái tầm này thì mình cũng phải biết là nếu bạn có tiền nhiều, bạn có thể làm ra cái chất lượng cái live show như thế này. Nhưng mà để được cái live show người ta xem mà để wow được á, thì một ca sĩ không có đủ lực sân khấu và không có đủ lượng bài hit thì không thể nó thành công được. Tức là nó phải có một cái sự tổng hòa để người ta xem, người ta thích là phải có cái yếu tố ca sĩ trong đó. Nói chung á, để hát live gần 40 ca khúc mà có vũ đạo như vậy á, thì chắc chắn không thể nào mà nó tròn trịa được hết rồi. Những cái tiết mục về sau thì mình nhận thấy được cái sự hơi đuối sức của Đông Nhi trong cái phần live. Nhưng mà cái điều đó Kim Thanh có thể chia sẻ và thông cảm được. Bây giờ một ca sĩ bình thường hát 2-3 bài nhảy thôi là đã thở không nổi rồi, nói chi mà bây giờ gần 40 bài mà trong đó nhảy chắc cũng phải trên 20 bài. Nhưng mà Đông Nhi rất là khôn khéo ở cái chuyện là cái album Ten on Ten với 10 ca khúc hoàn toàn mới thì đưa vào ở phần giữa chương trình. Cho nên là cái phần đó thì cái giọng nó còn ổn, nhưng mà đến cái phần cuối thì cái nó hơi đuối, thì nó ngược lại là những cái ca khúc ngày xưa rất là đình đám của Đông Nhi. Thành ra là cái phần đó thì fan hát theo và nó lấy được cái cảm xúc người ta, nó bù lại. Nhưng mà chắc Kim Thanh nghĩ là tài muốn nghe là nãy giờ khen nhiều phải có một cái gì đó góp ý gì, chứ không lẽ nó tròn trịa tới vậy đúng không? Thì đó đang câu hỏi tiếp theo em muốn hỏi là ủa chị có cảm thấy thật sự là Đông Nhi bị tham lam quá, mà tức là thay vì mình nên ăn một món ăn mà cho người ta thèm thì lại làm một cái món ăn nó quá nhiều đến người ta cảm thấy có những điều cần phải tiếc nuối? Món ăn hơi quá thì nó cũng không phải, tại một cái chặng đường 10 năm muốn đánh dấu để có thể là người ta hình dung được mình và những cái sản phẩm mới nhất để cho người ta biết là mình sẽ đi theo một cái con đường như thế nào. Thì một cái live show với tất cả những cái phim Thanh chia sẻ nãy giờ thì nó cũng không có gì là quá hết, có sức nhiều hơn thì vẫn có thể chơi nhiều hơn được. Nhưng mà nếu mà để nói về một số điểm mà Kim Thanh chưa thật sự ưng á, là cái album có thể là mới phát hành gần đây. Tại vì cái bài đầu tiên là phát hành hồi tháng 10, rồi sau đó cứ nhỉ ra mới có vài MV, rồi sau đó phát hành cái album Ten on Ten cho tới bây giờ. Thì bây giờ Tài biết là cái số lượng người mà mua album thì nó chưa có đủ nhiều để cho cái người ta nghe đủ nhiều, và cái bài đó nó tạo thành một cái hit để có thể là Đông Nhi hát tới đâu là fan hát theo tới đó. Ví dụ bây giờ cái bài mà tung ra một cái MV đơn thuần là một cái chiến dịch VR, rồi sau đó khoảng 2 tháng đi cái bài đó hit, thì làm cái live show thì fan hát theo nó sẽ có hiệu ứng tốt. Còn đằng này nguyên cái album mà chỉ là bản audio thôi, chỉ có một vài cái 2-3 MV là ra riêng thôi, còn phần còn lại thì nếu mà ai không có mua album thì đâu có nghe được đâu. Mà chưa kể là cái nhạc của album mới là lại kén nghe. Đúng rồi. Em đối với em là kén nghe. Đúng. Chính vì thế cho nên là cái phần đó thì cái hiệu ứng của fan Đông Nhi Kim Thanh thấy là giảm hẳn. Cá nhân Kim Thanh nhận định là cái âm nhạc trong cái album lần này đó, nó có thể là nó hơi khác với cái gu của fan Đông Nhi một chút xíu. Nó hơi Âu Mỹ hơn một chút xíu và nó khó nghe hơn một chút xíu, cho nên là các fan cũng hình như là chưa có thích lắm đó. Ví dụ như trong đó mình cảm thấy có bài Bởi Vì Yêu Anh Quá Nhiều, rồi bài Giả Vờ Sai, hay là bài gì nó khoảng được 3-4 bài ở trong đó là có hiệu ứng. Còn những bài còn lại thì mình thấy không có hiệu ứng tốt lắm. Cái thứ hai nữa, hồi nãy giờ là Tài, lúc đầu Tài có nói về mà âm thanh, nhưng mà Kim Thanh lại đánh giá cái phần âm thanh không có được ổn trong cái show này. Cái việc mà set âm thanh ra một cái sân khấu lớn như vậy nó rất là khó khăn. Cho nên là cái âm thanh nhìn tổng thể là cũng được, nhưng mà trong một số tiết mục thì mình không hiểu, mình cảm giác mic bị hạn chế về âm lượng. Cái mic của Đông Nhi tiếng nó bị nhỏ, nhiều bài là mình nghe không được. Và có một số chỗ thì nó hơi bị chát về mặt âm thanh đó. Và cái thứ ba là sau cái phần mà giới thiệu album Ten on Ten thì Đông Nhi quay ngược trở lại quá khứ với những cái bài hát đỉnh của mình lúc xưa thì tạo hiệu ứng rất là tốt. Nhưng mà Kim Thanh nghĩ là tầm 3-4 bài đỉnh nhất thôi, rồi xong mình khép lại một cái là rất là ngon lành. Đằng này Đông Nhi kéo cái phần đó nó hơi bị dài đó, cho nên tự nhiên cái lúc sau mình cảm thấy nó hơi dàn trải, bị tham lam bài á. Mặc dù là biết bài hit nhiều thiệt nhưng mà mình đừng có tham quá. Đối với cái live show lần này thì bây giờ là lúc mà chúng ta bỏ qua cái phần live show để nói về cái phần bên ngoài live show một chút xíu. Giống như chị Kim Thanh hồi nãy có nói là đây là một cái thời điểm khá là nhạy cảm đối với Đông Nhi.
bởi vì vừa qua một cái chặng nghỉ khá là dài và trở lại với âm nhạc mới. Thời gian trước đó thì fan Đông Nhi gần như là tan rã, mà thậm chí là còn có những cái câu nói với thần tượng của mình là thôi chị bỏ nghề đi, bởi vì lâu quá chị không ra gì cả, chị không còn coi fan ra gì nữa, thậm chí là gây lộn giữa trưởng fan club và các bạn fan. Mà cho đến khi ra cái album rồi thì lại xảy ra cái chuyện là xuất hiện những bạn fan mà đi mắng chửi bạn Đỗ Hiếu vì đừng làm nhạc cho chị tôi nữa, vì nhạc của bạn khó nghe quá, nhạc bạn thấy ghê quá. Và đó là tiền đề để làm nên cái live show này có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Em muốn hỏi chị Kim Thanh là đối với chị, cái live show lần này nó là kết thúc một chặng đường hay là mở ra một chặng đường mới? Thì dĩ nhiên nó phải kết thúc nó mới mở ra, chứ không kết thúc làm sao nó mở ra được, đúng không? Em nghĩ là giống như kiểu Đông Nhi nói là cái live show này mà không thành công nữa thì Đông Nhi bỏ nghề chẳng hạn. Em từng tưởng tượng có những câu nói như vậy. À, chị thì không bao giờ nghĩ Đông Nhi sẽ bỏ nghề, bởi vì nếu mà Đông Nhi bỏ nghề thì Đông Nhi sẽ làm gì? Nhưng mà Kim Thanh đồng ý với nhận định của Châu Đăng Khoa. Châu Đăng Khoa nói rằng là Đông Nhi đã đủ trưởng thành, đã đủ lớn và ở một cái vị trí đủ để có thể là mạnh tay cắt đứt quá khứ. Cắt đứt không phải là bỏ fan, mà là cắt đứt ở cái chuyện là mình nên làm những gì mà mình cảm thấy là nó phù hợp với bản thân mình ở cái lứa tuổi này, để có thể là mình tìm những cái thị trường cho nó phù hợp. Chứ không nên là vì fan đã từng yêu thích Đông Nhi với những cái bài mà kiểu Đông Nhi tự sáng tác, những cái bài, những cái giai điệu pop ballad dễ thương đồ này kia. Bây giờ Đông Nhi đã hơn 30 tuổi rồi, không thể nào mà dễ thương cute như ngày trước nữa. Đông Nhi bây giờ là một phụ nữ trưởng thành rồi, cho nên là âm nhạc phải trưởng thành. Và mọi người trước khi trách Đỗ Hiếu thì cũng phải nhớ là chính Đỗ Hiếu là người góp phần rất lớn cho cái sự thành công của Đông Nhi cho đến bây giờ. Và thông qua cái live show này thấy Kim Thanh đánh giá rất là cao về cái mặt âm nhạc, Đỗ Hiếu làm nhạc cho phần live show phối lại cực kỳ hay, kể cả bài cũ, kể cả bài mới. Và trong album Ten on Ten là có một số bài hát là phối lại theo cái bản của live show luôn, chứ không dùng cái bản phối trong cái album. Thì Đỗ Hiếu làm rất là tốt. Và rõ ràng trong cái album Ten on Ten đó có một số bài do người khác sáng tác. Và sau khi mình ngồi mình nghe lại thì mình thấy là nhạc của Hiếu vẫn phù hợp với Đông Nhi. Có điều là bây giờ Nhi theo cái xu hướng của US UK nhiều hơn, tức là cái phần âm nhạc đó ở Việt Nam mình các bạn trẻ có thể là chưa có nghe quen, tại vì mình vẫn còn thích cái kiểu Duyên Mình Lỡ hay là Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh các kiểu. Mà bây giờ cái kiểu mới như là Vũ Cát Tường vừa ra hay là kiểu của Đông Nhi thì nó sẽ rất là khó nghe, nhưng mà nó lại tiệm cận hơn với thị trường thế giới. Và Kim Thanh thì đồng ý với Châu Đăng Khoa là Đông Nhi cần phải mạnh dạn dứt khoát, cho dù fan nói như thế nào, nhưng mà mình bắt buộc phải bước qua một cái chặng đường mới để mình chinh phục một cái thị phần mới và những cái khán giả của mình đã ở một cái tầm tuổi mới. Không thể nào mà mình phải sống mãi ở trong quá khứ với những cái bài cái kiểu đó. Đông Nhi không còn phù hợp với cái kiểu dễ thương nhí nhảnh của một cái cô bé mới lớn. Đông Nhi có quyền sang năm 2019 tạo ra một cái dự án pop ballad cho nó gần gũi hơn, chứ đâu phải nhất định là ra một cái album như thế này với những bài như thế này là cả đời phải đi theo nó đâu tài. Mà đâu phải chỉ cần Đỗ Hiếu đâu, tại vì Đông Nhi quan trọng là vẫn thấy Đỗ Hiếu phù hợp ở cái giai đoạn này để mình bước qua một cái chặng đường mới, cho nên là vẫn phải có Đỗ Hiếu. Nhưng mà ví dụ sang năm thứ 11 trong âm nhạc, Đông Nhi khả năng thừa sức để mua bài của tất cả những nhạc sĩ hot nhất hiện nay để có thể làm ra những cái bài hát mới, thì cái đó là mình phải chờ trong tương lai. Mà Kim Thanh nghĩ rằng với cái sự thành công của live show này thì cái vị trí của Nhi vẫn sẽ là sao A trong dàn trẻ, ví dụ như sao A của dàn sao lớn có Mỹ Tâm, Đàm Vĩnh Hưng, Tuấn Hưng rồi chẳng hạn, thì sao A dàn trẻ Sơn Tùng, Nguyễn Phước Thịnh, Đông Nhi hay Tóc Tiên, mình không thể bỏ qua được cái dàn này. Nhi vẫn là người hàng đầu và đủ lực để có thể bước tiếp. Còn fan thì có thể là cái người mà không đồng hành với mình nữa thì mình vẫn phải chấp nhận thôi, nhưng mà mình buộc phải bước tới, không thể nào ở được cái vị trí như ngày xưa, đó là điều bắt. Thì không biết câu chuyện của Đông Nhi như thế nào, nhưng mà ít nhất cái live show ngày hôm nay theo như là chị Kim Thanh nói thì đã thiết đặt lên một cái tiêu chuẩn mới của ngành làm live show ở Việt Nam, của ca sĩ Việt Nam do ekip người Việt Nam sản xuất. Cái đó gọi là một cái tiêu chuẩn mới thì hơi quá. Có nghĩa là trong vài năm trở lại đây á, không có ai dám chịu chi một cái số tiền lớn để có thể làm được một cái live show nó hoành tráng đến như vậy. Bây giờ mọi người bán vé không được,
và làm live show chắc chắn lỗ, cho nên là mọi người không có bỏ tiền ra và chỉ làm ở một cái mức vừa phải, có nhãn hàng rồi xong á, là mình làm quy tụ fan một cái live show miễn phí này kia. Chứ còn chịu chơi từ mặt âm nhạc cho đến hình ảnh concept này kia thì chưa dám chịu chơi như là Đông Nhi. Nhưng mà rõ ràng Đông Nhi cũng thừa sức biết là mấy năm nay mình hơi lặng, và đây là cái thời điểm 10 năm cần phải chi, cho nên là đã chịu chi. Và quan trọng của sự chịu chi là tìm được ekip có những người có ý tưởng tốt và thực hiện tốt, kết nối những cái gì mà mình học hỏi được từ các công nghệ tốt để có thể ra được cái live show này. Chứ còn để gọi lên là một cái công nghệ mới hoặc là một cái tầm cao mới trong một live show thì không phải, nhưng mà tức là nó là tốt nhất của những cái gì mà các bạn đang học hỏi hiện nay. Ý em nói là từ đây về sau các bạn ca sĩ trẻ, nghệ sĩ trẻ muốn làm live show mà tự xưng là hoành tráng thì cũng nên tiết kiệm cái từ ngữ lại. Bởi vì nếu mà so chiếu hoành tráng với cái live show lần này thì ít nhất là câu chuyện nó phải tốn nhiều hơn nữa. Mà để tốn như thế trong thời điểm này thì em nghĩ là chắc ngoài Đông Nhi ra cũng ít người dám bỏ tiền cỡ đó. Thật ra là Kim Thanh cảm thấy hơi áp lực giùm người, mà Tài biết là ai không? Nhu Phước Thịnh. Chị? Nhu Phước Thịnh, tại vì năm sau là 10 năm Nhu Phước Thịnh đi hát. Đó là một kiểu mà em cũng đang muốn nói, tức là bây giờ Nu cũng bằng level với lại Đông Nhi, cùng một thời điểm xuất phát, cùng một kiểu hết. Nhưng bây giờ đó, Đông Nhi đã có một cái live show đánh dấu như ở mức đó rồi, thì liệu Nu có đủ sức để làm một cái tương đương hay không, hay là phải chuyển thành một cái khác? Cũng giống như là cái showcase mới nhất của Nu Quốc Thịnh cũng đã là một cái điều mà mới có trong thị trường hiện nay. Thật ra là kiểu showcase đó không có mới có nhiều rồi, tại vì Tài không theo dõi nhiều. Nhưng mà cái showcase, cái kiểu mà trưa mà làm ở Hà Nội, mà đúng tối rồi, nhảy về làm ở thành phố mà dám chơi liều tới kiểu đó thì chỉ mới có Nu. Chứ mà còn làm showcase để giới thiệu bài hát mới thì nhiều rồi. Nhưng mà Nu á là người hoàn toàn chịu chi và chịu chơi. Ý Kim Thanh nói nè, giả sử không có cái live show như thế này ngày hôm nay của Đông Nhi, hoặc là live show của Đông Nhi ở một cái tầm khác nó thấp hơn, thì Nu Phước Thịnh sẽ dễ thở hơn một xíu. Nhưng mà cái live show của Đông Nhi đã ở tầm này thì Kim Thanh chắc chắn rằng Nu Phước Thịnh sẽ phải móc hầu bao để làm tốt hơn. Và cái điều đó là mình bảo đảm, tại vì Nu không có chịu thua ai đâu. Thành ra là Kim Thanh sẽ rất là nóng lòng chờ đợi cái live show của Nu trong năm sau. Mà rõ ràng ngày hôm nay Kim Thanh rất là bất ngờ khi mà khán giả xem live show của Đông Nhi gần như là phải nói là kín luôn. Cho dù live show này có bán vé chứ cũng không phải là live show miễn phí. Và cái phần cuối mà kết thúc live show á, khi mà mọi người về hết rồi, chỉ còn khoảng nửa khán giả ở lại thôi, thì Đông Nhi có tâm sự thêm một chút xíu. Thì có cảm ơn ekip, những người ở lại với mình. Thì may quá Kim Thanh ở lại cái đoạn đó, thấy Đông Nhi cảm ơn ông Cao Thắng, trời ơi rụng rời tay chân. Tức là hôm đó nay những cái thông tin liên quan đến tình cảm của giới showbiz ở trong nước và quốc tế nữa, giống như hồi nãy là Kim Thanh có lướt cái tin là Dương Mịch với chồng cũng vừa ly hôn á. Tự nhiên cái một lát sau mình thấy Đông Nhi cảm ơn ông Cao Thắng, mình thấy trời sao mà nó ngọt ngào quá đi. Hai bạn này đã giữ gìn được cái tình cảm đến tận thời điểm này, và ông Cao Thắng support rất là nhiều cho người mà mình yêu thương như vậy, làm Kim Thanh phải nói là bên cạnh cái phần live show với cái tình cảm khán giả, với cái sự hoành tráng này, thì tình cảm của hai bạn đó là một cái điều mà Kim Thanh thấy rất là đáng trân trọng trong cái live show lần này. Vâng, và chắc là thời điểm này khán giả dù là đã đến live show hay là ở nhà không thêm được live show thì chờ đợi DVD phải không chị? Quay thì chắc chắn là thấy có quay rồi đó, nhưng mà phát hành DVD là up YouTube kiểu gì, mà tại vì thấy mọi người ở trong ekip của Đông Nhi rồi, phóng viên, nhà báo rồi, tất cả mọi người quay clip post Facebook rất là thoải mái, tức là không có cấm á. Chứ thông thường những cái live show như thế này để cấm, để giữ cái nguồn lại. Có khi là đi về mới cấm cũng nên. Về YouTube thì có thể, nhưng mà ý mình nói là cũng là công khai ở trên Facebook. Và chính ekip của Đông Nhi Boss rất là public ở trên Facebook luôn. Vậy thì chắc chắn là chúng ta sẽ có thể search ngay trên YouTube để xem lại một vài đoạn ngắn. Nhưng mà thực sự một cái live show hoành tráng như vậy mà không có mặt ở tại trực tiếp thì đã coi là mất hết 50% rồi. Cái này mà coi YouTube không có đá. Và chắc là để khép lại 100 độ hot của ngày hôm nay thì mọi người hãy chờ đón những cái suột đẹp nhất của live show Ten on Ten của Đông Nhi, và hãy chờ đợi những dự đoán của chị Kim Thanh liên quan đến live show năm sau của Nu Phước Thịnh, liệu sẽ hoành tráng như thế nào và có những điều gì chờ đợi chúng ta. 100 độ hot chắc chắn sẽ luôn đồng hành cùng những cái ngọn lửa như vậy trong showbiz. Và đến đây thì chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại.